Thưa quý vị, năm 2019, nhờ triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, mà tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP trừ dầu khí của tỉnh tăng 7,65% so với năm 2018. Kinh tế phát triển đã tạo nguồn lực để tỉnh nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, mang đến cho người dân một cuộc sống tốt đẹp hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Khi cuộc sống nâng cao, thì nhu cầu mua sắm hưởng thụ của người dân cũng tăng. Điều này ít nhiều cũng được thể hiện trong ngày đầu năm mới 2020, dù Tết Dương lịch năm nay rơi vào giữa tuần, nên thời gian nghỉ lễ chỉ có một ngày. Tết Dương lịch năm 2020, dù mọi người chỉ được nghỉ một ngày và đây lại là ngày giữa tuần, song nhiều người vẫn tranh thủ thời gian nghỉ để đi mua sắm, chuẩn bị cho dịp Tết âm lịch sắp tới, cũng chỉ còn hơn 3 tuần nữa là đến. Tại các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, nhịp sống dường như trở nên hối hả, gấp gáp hơn khi chợ đông đúc nhộn nhịp. Năm nay, nhờ kinh tế phát triển nên khả năng chi tiêu của người dân cũng tăng. Chung là hôm nay là ngày nghỉ thì ai cũng được đi chợ mua đồ sắm sửa. Cuộc sống thì giờ bớt khổ hơn nhiều. Tôi đi chợ thì sắm quần áo Tết cho con. Cuộc sống thì cũng rất là ổn. Thì cũng em cũng làm nhà nước. Rồi thì đồng lương của cấp dưỡng tụi em thì năm nay thì cũng ổn định đời sống cho tụi em đầy đủ. So với những ngày qua, dịp cuối tuần trước, hôm nay ngày 1 tháng 1 năm 2020, sức mua ở các chợ đầu mối, trung tâm mua sắm tăng mạnh hơn, nhưng giá cả hàng hóa vẫn tiếp tục bình ổn. Nguyên nhân là do nguồn hàng khá dồi dào, cộng với việc mua bán có sự cạnh tranh, nên tiểu thương vẫn giữ nguyên giá bán so với ngày thường. Càng về thời điểm sát Tết Nguyên đán Canh Tí, các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị càng nhộn nhịp sầm uất. Đây là tín hiệu đáng mừng của ngành thương mại trong những ngày đầu năm. Hiện ngành chức năng đang theo dõi sát diễn biến thị trường, tình hình cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để có điều tiết kịp thời để đảm bảo thị trường vẫn bình ổn.